Bây giờ xinh thế nhỉ? Cốm tắm rồi á? Cốm xinh thế nhỉ? Sao thế không 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 đợi bố tắm cho con à? Nhưng mà bố đợi bố lâu. Thế ai tắm cho con? Bà tắm cho. Mà tắm cho á? Ví dụ bây giờ dạo này cái mặt của con nó tròn như cả cái quả bánh ấy nhỉ? Ở lớp A, cô Mai lớp B tầm bảo gọi con, bảo con là cái bánh bao ấy. Mà con là cái bánh Xong bao. là cô Mai, xong là cô Mai nhá, xong là cô Mai lớp lớp của con ấy, xong là nhá. Khi nào cô Mai nhớ bánh bao ấy, xong là nhá thì gặp con ạ. À, nhớ bánh bao gặp con. Thế bây giờ con mấy hôm nay có tập văn nghệ không? Không, không, con chả biết tại sao là không gọi. Các bạn cũng thế. À, mấy hôm nay không phải tập văn nghệ à? Con cũng không biết. Thật Thế ra là... các bạn có ai bắt nạt con không? Không. Thế con thích bạn trai, thích chơi với bạn trai nhiều hay là với bạn gái? Bạn gái. Bạn gái à? Thế có bạn nào hay chơi với con? Bạn Linh nhà bạn Đào. À, rồi bạn nào nữa? Bạn Minh Hằng với bạn Bảo Anh. Rồi, cái mà hết chưa? Thế rồi, chơi với ba bạn thôi. Ở quán này kìa. Rồi, thế hôm nay mấy hôm nay học bài gì? Hôm nay con viết số. Viết số số gì? Số 10. Số 10 à? Con đây, con giáo bắt phải viết hết cả vở. Thế con học cô giáo gì ấy nhỉ? Con già, cô Miền với cô Mai. Cô Miền với cô Mai. Thế con yêu cô nào nhất nào? Con yêu cả hai cô. À, con yêu cả hai cô. Sao lại con lại yêu cả hai cô, không phải yêu một cô? Nhưng mà hai cô toàn chiều con. À, hai cô toàn chiều con á. Hai cô yêu yêu con nhỉ? Yêu con mới chiều con đúng không? Nhưng mà không phải vì cô chiều mà con hư đâu nhá. Con Vâng. phải cố gắng học nhá. Được Vâng. không? Hai cô yêu con thì cô mới chiều con đấy. Nhớ chưa? Vâng. Thế con có món quà gì tặng cô chưa? Chưa. Thế con biết món quà tặng cô là món quà như nào không? Con đã làm đâu. À, không, món quà tặng cô là con phải học học như nào, học thật giỏi nhỉ. Vâng. Cố gắng học thật giỏi, thật ngoan đúng không? Đây là Vâng. món quà tặng cô đấy. Vâng. Thế con có món quà gì tặng bố mà khi bố về nào, mà Ở tặng trong lại hộp trong ấy. hộp á? Trong hộp, trong nhà, bây giờ đang ở trong nhà. Ở chỗ bếp ấy, của phòng bác Khánh ấy. À, thế con chạy đi lấy để bố xem nào. Xem món quà gì. Có cả đồ ăn mà. Piu. Bố mở ra biết. Rồi, còn đây là Bố mở đây. ra biết. Bố mở ra biết. Đây là Cái đây này là. con cho mẹ. Anh cho mẹ à? Cho dán tóc. Ủa, con ra ngoài này đi, chỗ này ướt này. Ra ngoài này xem. Có món quà gì tặng bố nhỉ? Rồi, đây cả nhà ơi, món quà tặng bố này. Bố có gì nhỉ? Đâu nhỉ? Cái Cái gì đen đen đấy? dán À, cái dán tóc là cái đen đen này à? À, dán tóc cho đỡ bị bung ra đúng Vâng. không? À, rồi. Còn ở đây là gì nhỉ? Ở trong này là gì? Bố mở ra đi rồi con một tí nha. Ở trong hộp đấy á? Vâng, bố mở ra thì bố mới biết. Được không tí? Được rồi, căn đây. Được rồi. À. Xem nào, cái gì nhỉ? Rồi, ô đây là tờ lịch mà nhỉ? Tôi lịch con thấy bà xé ra rồi. À. Đây là bố, đây là mẹ, đây là bông hoa con. Lại Còn lại đây lại lại con... nói lại xem nào. Rồi. Đây là gì? Bộ... Đây là ngôi nhà. Vâng, bà đang ở trong nhà. Còn đây là Đây đây đây. tầng. Đây con tả bức tranh của con vẽ nào. Đây là cây này. Đây cây rồi. Đây là cỏ. Cỏ. Đây là bông hoa. Rồi. Còn đây là cửa. Đây là cửa Cửa. để đi ra vào. Rồi. Còn đây là tầng, cái này bám khỏi bị ngã. À, lan can bám đỡ bị ngã, Còn bà đang ở trong nhà. có cả cửa sổ đúng không? Vâng, bà cho đi ra ngoài chơi. À, rồi Xong bà cho con. ra ngoài chơi rồi. Xong con với... Đây là em trai con đang chơi xích đu. Con À, em đây. trai đang chơi xích đu, con đây. Còn Ai đây là đây? bố. Đây bố. Đây là mẹ. Đây mẹ rồi. Có hình trái tim kìa.
Vâng. À, hình trái tim gia đình nhỉ. Vâng. Rồi ở trên này là ông có mặt gì? trời, Ông mặt trời. núi, Núi. mây. Mây. Đã. Ôi rồi, không có con chim nào bay nhỉ? Thiếu phải không? Con chim ấy đi ngủ. À, con chim đi ngủ rồi. Con chim ngủ. Đây, con chim đâu? Cái này là mây khác. Sắp đến buổi tối, bà cho ra chơi một tí. À rồi, sắp đến buổi tối bà cho đi chơi một tí à? Nhưng con chim nó có bay nữa đâu. À đúng rồi, sẵn đúng rồi. Bố cảm ơn con nhá. Vâng. À con phải nói đôi lời tặng mẹ chứ. Con đứng dậy nào. Con đứng dậy nào. Như thế nào? Con mà, mẹ ơi. Con, mẹ ơi. Con có bức tranh tặng mẹ. Con có bức tranh tặng mẹ. À con có bức tranh tặng bố mẹ. Con có bức tranh tặng bố mẹ. À con chúc bố mẹ. Ở chúc bố mẹ à, luôn mạnh khỏe. Luôn mạnh khỏe. À, yêu con và ba tin nhiều. Yêu con và ba tin nhiều. À, con yêu bố mẹ. Con yêu bố mẹ. Thơm thơm bố một cái nào. Cả nhà thân mến, đây là món quà của con gái A Páo tặng bố Páo này. Không biết nói gì hơn rồi. Rất là xúc động luôn, rất là yêu. Đấy. Đó, còn. Bà cho con à, bà lan cho con điểm 10 này. Bố thấy không? Bà lan cho con điểm 10. À bà này, bà cho con điểm 10 đấy à? Đây bà chấm cho con à. Cái này truyền ra cho bà tin chơi. À đây là à, đây có món quà cho bà tin đúng không? Đây, cái cứ truyền. Truyền cho em bà tin đúng không? Ở lớp cô giáo dạy. À thế là con gấp đây à? Vâng. U giỏi nhỉ, đẹp nhỉ. Tận hai bức tranh này. Ồ. Bố tận hai bức tranh này. Đây hai bức tranh này là thế nào? Là con vẽ à? Đây con ong, đây là bướm, đây là con mày, đây là máy bay. Ừ, đây là con chim, đây là ông mặt trời, đây là mây. Cái này đang ở trên trời. Con nói lại nào, bố không nghe không kịp. Nào. Đây là cái gì nhỉ? Đây là máy bay. Máy bay à? Rồi con ong đâu hay gì? Đây con ong đây. Con ong rồi gì? Đây là con bướm. Con bướm rồi. Đây là ông mặt trời. Ông mặt trời không đây này. Là con chim. Đây con chim. Đây là mây. Mây, ô có cả 10 điểm luôn à. Vâng, bà lan cho con á. Ờ, bà lan chấm cho con. À, bà lan chấm cho con. Rồi. Rồi, tiếp tục nào. Được, 3 bức tranh. 3 bức tranh, con nói bức tranh tiếp tục. Là đây, đây. Bà đã cho một con 9 điểm. À, bà cho con 9 điểm à. Rồi, cái này nào. Đây là ở đồng. À, ở đồng, cánh đồng đúng không? Vâng. Cái này nó chín rồi, cánh đồng này nó chín rồi. Chín đúng không? Vâng, đây là đường đi. Đây đường đi rồi. Đây là ông mặt trời. Ông mặt trời. Đây là mây. Mây rồi, 9 điểm luôn. Vâng. Ôi rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi còn một bức tranh nữa này. Nhiều không? Nhiều, nhiều, nhiều quá nhỉ. Lại cánh đồng. Lại cánh đồng. Đồng vẫn 10 điểm. Rồi, cái này 10 điểm à? Vâng, nhưng mà. Ai chấm cho con? Cái này bà Tuyền à? Rồi, à không, đây là bà nội. Bà nội chấm cho con á? Vâng. Rồi con nói về bức tranh này xem nào. Bức tranh này cũng giống bức tranh kia. Rồi, con nói lại đi. Con nói lại nó. Có ông mặt trời. Rồi. Có. Con đứng dậy nào. Có mây. Có ông mặt trời này. Có mây. Có mây. Đây là đồng. Ừ. Đây là đường đi. Ừ. Còn đây là cái này để khỏi tránh ra này. Có cả ốc sên ở trong. Có cả ốc sên ở trong nữa. Vâng. Ồ, đẹp quá nhỉ. Vâng. Thế con từng nghĩ ra con vẽ à? Vâng. Ừ, cái này có học ai không, cô dạy không? Con không. Ôi dồi ôi, yêu quá. Chúc bố về một quên. Cớm ơi. Dạ. Con đứng dậy chưa nào? Đây. Con có nhiều món quà tặng bố. Bố toát hết cả mồ hôi này. Bố ấy đang tưới rau nhưng con lại mang quà ra tặng luôn. Dạ. À con nhớ bố không? Con có. Ừ, yêu bố nhiều không? Con có. Thế mấy hôm bố không về con có mơ thấy bố không? Con mơ thấy bố, con có nhà mới xong bố cõng ông đi chơi nhà mới ấy. À. Ở sân xong là nha, con đang quát bà không thấy ông nhưng mà vẫn nghe thấy giọng ông thôi. À. Ông ngồi ghế. Con thấy ông á? Vâng. Ông nói gì không? Ông đi bộ. Ừ? Ông về thăm con. À, ông về thăm con á? Vâng. À, ông ngồi ghế à? Vâng. Ông có nói gì không? Ông chơi với con. Ừ, thế á? Ngồi ở ghế luôn.
xong con lấy trò chơi ra chơi. Đó, chơi. Xong rồi con với ông chơi vuốt ve. À, vuốt về, vuốt ve. Cái gì nhỉ? Vâng. Vuốt về, vuốt ve. Cái gì nữa nhỉ? Bố quên nhỉ? Tí nữa bố với con chơi. Tí nữa bố con chơi. Thế bây giờ bố đi tưới rau đấy nhá. Vâng. Bố yêu con nhỉ? Thơm thơm bố gái. Rồi, thế nhá. À, con chào cả nhà. Con chào cả nhà. Chúc cả nhà. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Cuối tuần vui vẻ. Con cảm ơn cả nhà nhiều. Con cảm ơn cả nhà nhiều. Ủng hộ kênh cho bố Báo. Ủng hộ kênh cho bố Báo. Con yêu cả nhà nhiều. Con yêu cả nhà nhiều. Cả nhà thân mến, Báo xin phép được khép lại video ở đây. Con chào các bác. Con chào các bác. Các cô các chú. Các cô các chú. Con yêu cả nhà nhiều. Con yêu cả nhà nhiều. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Đã ủng hộ kênh của bố Báo. Đã ủng hộ kênh của bố Báo. Rồi. Cả nhà thân mến, Báo xin phép được kết lại video ở đây. Hôm nay là Báo về thăm con gái. Cô cũng rất đáng yêu cả nhà nhé. Rồi. Chào cả nhà mua sai. Rồi. Bố đi tưới rau đây nhé. Vâng. Bố hỏi con họ họ tên đầy đủ của con là gì nhỉ? Con là tên là Ngô Nguyệt Ánh. Con sinh ngày tháng bao nhiêu năm nào? Con sinh ngày 12 tháng 10 năm 2016. Con tuổi con gì nhỉ? Con tuổi con khỉ. Con khỉ thích trèo khỉ đột. Cây. Khỉ đột. Khỉ đột á. Vâng. Bây giờ khỉ đột đi xe đạp cho bố xem là khỉ đột đi xe đạp cái gì nào. Rồi, làm xe đi nào. Gọi thế nhỉ. Bố quay con vừa đi xe đạp con chẳng mỏi. Mua xe xe lò xe xe. Bố cố làm gì? Mua xe xe lò xe xe hô chưa? Hô mẹ mẹ. Bye bye. Bố đi rồi. Đuổi theo nào. Bye bye bố ra. Bố đi ai? Đuổi theo nào. Làm sao mà nhanh lắm con? Không cua. Không cua nào. Chịu. Bẹp bẹp xuống. Cố lên. Bố chạy tập thể dục luôn này. Bố xe xe rồi xe xe nào. Ngân đi chậm rồi bố chậm. Rồi. Đi đây. Bố xe xe rồi xe xe. Đừng đi nhanh quá Ngân đi chậm. Bố xe xe rồi xe xe hưu chứ. Con đi này. Vớt sức rồi. Mệt không? Con cao bằng bố này. Cao bằng bố chẳng thế. Đứng dậy luôn kìa. Đi hay làm gì mà đến? Đi đây, đi làm đi. Vừa quay con vừa làm. Rồi, bố hỏi đi, bố mệt không? Con có mệt không? Con không. Không mệt á? Con không. Bố toát hết mồ hôi này. Con mệt thật không? Không đâu.
Không nữa. Không. Thế con tập xe được lâu chưa? Con đi xe được lâu chưa? Từ lúc chị cũng dạy con này. Từ lúc mấy tuổi nhỉ? 4 tuổi nhỉ? 5 tuổi xong là nhá, lúc đấy chị chưa lên lớp 1. Chị chưa vẫn chưa đi xe đạp hai bánh. Thì có nghĩa con cũng đi được nhiều nửa năm rồi nữa. Đúng con không? Đi từ năm ngoái. Rồi từ năm ngoái. Đi. Rồi đi làm một vòng nữa. Đi. Thái mát nào. Con đi hóng gió đây. Không được ta. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, tao muốn mơ mơ, bye bye. Đi nhanh nhanh. À đúng bố, đợi con tí à. Đợi con tí, đợi con dừng á, đi đoạn đợi con dừng. Cái gì chị? Đó. Cái mắt của con ấy. Cái tóc của nó mắc vào vòng cổ ấy. Tóc quá. Tóc của nó mắc. Bố xem nào. Được rồi, bỏ ra rồi. Đi. Chịp. Tiếp á. Cố lên nhá. Nào. Đi từ từ, không cần nhanh đâu. Một tha. Một sai sai lọ sai sai. Con thì con thả dốc con đi nhẹ nhẹ thôi nha. Con có đạp đâu. Không biết đâu, cái xe này nó nhanh á. Xe của xe chị ta mà chẳng nhanh. Chậm thôi. Một sai sai lọ sai sai. Một sai sai lọ sai sai. Không chưa, không mẹ mẹ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Tao muốn, không mẹ mẹ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đây 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 đây. Ôm đi, ôm cua đây. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Chậm thôi, chậm thôi. Bố lên lên, khoan con khoan bố ơi. Hả? Khoan. Bố đừng đi, đừng nghe không dừng. Hả? Dừng. Đây rồi. Đây đi rồi. Dê bố bị mắc bẫy rồi. Bố bị mắc bẫy con rồi. Ôi dồi ôi, chậm nó rồi, bố đuổi theo mình. Đi cho nó mát. Mất công hôm nay nóng lắm. Ôi tôi không cho nó nha bố nha. Nào con chào ở nhà đây. Con chào các bác, các cô, các chú. Rồi, con về ăn cơm đây. Con về ăn cơm đây. Nào, con làm trò lại đi. Con chào các bác. Con chào các bác. Lại, lại, lại. Con chào các bác. Con chào các bác. Lại, lại, chưa được. Để mình quay. Con chào các bác. Con chào các bác. Các cô, các chú. Các cô, các chú. Con về ăn cơm đây. Con về ăn cơm đây. Bây. Nói lại nào. Con chào các bác. Con chào các bác. Các cô các chú. Các cô các chú. Con về ăn cơm đây. Con về ăn cơm đây. Rồi, mua sai rồi. Con đạp về đây. Đây, chỗ đây. Rồi, con đi đi, con đi đi. Rồi, để bố tự giao luôn nha. Đi. Rồi rồi. Rồi. Mua sai sai lo sai sai. Mua sai sai lo sai sai. Hầu chứ, hầu mẹ mẹ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hồ mẹ mẹ. Thấm mó đeo luôn vòng quanh cô. Nơi đại ngàn đa xám. Giữa núi rừng đường đao khoe sắc. Như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tu. Sai sai lòi sai sai, mù sai sai lòi sai sai, hô chớ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống.